Vì sao tin đồn bắt Lê Thanh Hải là phép thử quyền lực của Tô Lâm đối với Tổng Trọng? Hội nghị Trung ương 9 khóa 13 có thể coi là một bước ngoặt trong sự nghiệp chính trị của đương kim Chủ tịch nước Tô Lâm, là cựu Bộ trưởng Bộ Công an đầy quyền lực. Việc ông Tô Lâm bị đa số các lãnh đạo cấp cao trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam ép phải ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch nước, một vị trí trong tứ trụ nặng về lễ nghi hình thức song rất ít quyền lực, và lại bị cái dớp nguy hiểm từ trước đến nay. Dẫu rằng việc ông Tô Lâm phải ngồi vào một trong hai ghế tứ trụ còn trống, Chủ tịch Quốc hội hoặc Chủ tịch nước, là điều bắt buộc nếu ông muốn có tên trong cuộc đua vào chiếc ghế Tổng Bí thư tại đại hội lần thứ 14 tới đây sẽ khai mạc vào đầu năm 2026. Tuy nhiên, theo giới quan sát, việc ông Tô Lâm phải ngồi vào ghế Chủ tịch nước với nhiều dấu hiệu bất bình thường trong quá trình Quốc hội đề cử phê chuẩn là bằng chứng cho thấy các phe phái trong đảng đang tìm mọi cách để loại bỏ ông bằng được. Ông Tô Lâm đang bị Tổng Trọng và các đối thủ khác trong đảng vào hố với nhau để loại ông ra khỏi cuộc đua giành vị trí nhân sự chủ chốt tại đại hội đảng sắp tới đây. Vì chiếc ghế Tổng Bí thư thì rất nhiều người nhòm ngó, và bản thân Nguyễn Phú Trọng có thể cũng còn ngồi tiếp nữa. Quốc hội và các cấp có thẩm quyền đã dùng biện pháp mạnh vào phút thứ 89, từ chối không để cho Tô Lâm đồng thời giữ cả hai chức là Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch nước. Cũng như Ban chấp hành Trung ương Đảng đã không phê chuẩn hai nhân vật thân cận của ông là hai Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc, một ghế kế nhiệm ghế Bộ trưởng Bộ Công an và một giữ ghế trong Ban Bí thư. Đài BBC tiếng Việt đã đưa ra bình luận rằng một số nhà quan sát nói với BBC rằng trở thành Chủ tịch nước là bàn đạp để ông Tô Lâm có thể củng cố quyền lực, từ đó tiến đến chiếc ghế Tổng Bí thư trong tương lai để mà thay mặt và thay ông Trọng. Một khi Tô Lâm đã ở trong tứ trụ thì ông ấy có thể sẽ có suất đặc biệt tại đại hội lần thứ 14 để kéo dài sự nghiệp chính trị của mình khi ông đã quá 65 tuổi. Tương tự, giáo sư Abuja đã đưa ra bình luận, việc giữ chức Chủ tịch nước không ngăn cản việc ông Tô Lâm là ứng cử viên cho chức Tổng Bí thư. Nếu ai đó đang cố gắng có được các vị trí cao nhất của Đảng và Nhà nước cùng một lúc giống như ở Trung Quốc thì đó là ông Tô Lâm. Những phân tích vừa kể trên rõ ràng cho thấy cựu trưởng Bộ Công an Tô Lâm vẫn là một thế lực không hề nhỏ để tiến tới chiếc ghế Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng kế tiếp. Vậy lấy gì để đánh giá sức mạnh quyền lực của tân Chủ tịch nước Tô Lâm đây là câu hỏi mà dư luận đang đặt ra. Để trả lời câu hỏi trên, trước hết phải trả lời câu hỏi vì sao mới đây trang mạng xã hội đã có những thông tin cho rằng Bộ Công an vào ngày 23 tháng 5 vừa khởi tố với ông Lê Thanh Hải là cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, trong khi trước đó tại hội nghị Trung ương 9 khóa 13 vào ngày 16 tháng 5, Ban chấp hành Trung ương chỉ quyết định cách tất cả các chức vụ trong đảng của ông Lê Thanh Hải. Ngay sau đó, đài BBC đã đưa ra một đánh giá đáng chú ý như sau. Theo khoản 9 điều 2 quy định 69 năm 2022 quy định về nguyên tắc xử lý kỷ luật đảng viên sẽ bị khai trừ ra khỏi đảng khi vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó, việc ông Hải chỉ bị cách chức mà không bị khai trừ, có thể hiểu rằng đảng đã đánh giá những sai phạm của ông Hải không tới mức xử lý hình sự. Có nhiều ý kiến cho rằng ông Lê Thanh Hải từng được mệnh danh là nhân vật bất khả xâm phạm. Cư dân mạng thì đồn đoán nhờ ông Hải từng nhiều khóa là ủy viên Trung ương cũng như ủy viên Bộ Chính trị nên đã nắm thóp được ông Trọng trong thời gian giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Nội. Theo đó, ông Nguyễn Phú Trọng cùng với cựu Chủ tịch Hà Nội Hoàng Văn Nghiên bị dính đến nghi án nhận hối lộ của tập đoàn Chipucha của Indonesia, mỗi người 1 triệu đô la và 2 căn biệt thự ở khu đô thị Nam Thăng Long. Do đó, tin đồn bắt Lê Thanh Hải và ai là người đứng quyết định bắt sẽ là một phép thử mặt đầy quyền lực đối với ông Tô Lâm hiện nay. Cụ thể là, nếu người ra lệnh bắt là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì có thể coi đó là hành động diệt khẩu để chấm dứt những tin đồn bất lợi cho Tổng Bí thư. Nếu vụ án này do Tô Lâm chỉ đạo cho đàn em thân tín ở Bộ Công an thực hiện thì chứng tỏ ông vẫn còn quyền lực tại Bộ Công an, và chuyện bắt Lê Thanh Hải có thể coi là một hành vi dàn mặt đe dọa đối với Tổng Trọng, vì rất có thể những lời khai của Lê Thanh Hải sẽ thay đổi bàn cờ chính trị tại Việt Nam và có thể dẫn đến sự nguy hiểm cho ông Nguyễn Phú Trọng
hiện nay và thời gian tới. Điều đó cho thấy trận chiến vương quyền trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam chưa thể kết thúc dễ dàng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao tin đồn bắt Lê Thanh Hải lại là phép thử quyền lực của Tô Lâm đối với Tổng Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Tô Đại vừa thất thế, nhóm lợi ích của Tổng Trọng lập tức trỗi dậy phản đòn. Chính trị theo định nghĩa là việc giành và giữ quyền lực của nhà nước. Ai nắm giữ được quyền lực nhà nước lớn nhất đồng nghĩa với việc sẽ thâu tóm các thế lực kinh tế cũng như nhóm lợi ích kèm theo nó theo tỷ lệ thuận với số tiền khổng lồ thu nhập mỗi năm. Để thấy rằng mục tiêu của cuộc tranh đấu đấu đá quyền lực trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là chỉ để thâu tóm quyền lực chính trị, kéo theo đó là quyền lợi và kinh tế. Người chiến thắng sẽ thu hoạch chiến quả từ sự thất bại của phe đối thủ và thâu nạp những kết quả từ đó. Người dân chẳng được gì. Vào ngày 22 tháng 5, sau khi tướng Tô Lâm chính thức nhậm chức Chủ tịch nước của Việt Nam, theo giới quan sát, đây là sự thất bại của ông Tô Lâm vì chức vụ mới này cao hơn, nhưng thực quyền đã giảm đi rất nhiều, kém xa quyền lực của ông Bộ trưởng Bộ Công an trước đó. Ngay sau đó, vào ngày 23 tháng 5, tờ báo Tuổi Trẻ đưa tin cơ quan an ninh điều tra truy tìm ông Đặng Tất Thắng. Bản tin cho biết vào ngày 23 tháng 5, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã phát đi thông báo họ đang kiểm tra xác minh tin báo của ngân hàng Sacombank về dấu hiệu tội phạm của ông Đặng Tất Thắng là lợi dụng quyền tự do, dân chủ, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Trước đó vào ngày 2 tháng 4, ngân hàng Sacombank cũng phát đi văn bản gửi Bộ Công an và các cơ quan chức năng cũng như cơ quan báo chí về việc trang Facebook có tên Thắng Đặng được cho là chủ sở hữu của ông Đặng Tất Thắng, cựu giám đốc điều hành hãng hàng không Bamboo Airways của tập đoàn FLC, thuộc sở hữu tỷ phú Trịnh Văn Quyết. Theo đó, Sacombank tố cáo trang Facebook này đã nhiều lần đăng thông tin bịa đặt, vu khống lãnh đạo Sacombank. Cụ thể, trang Facebook Đặng Thắng thông tin ông Dương Công Minh, chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng Sacombank, bị cấm xuất cảnh vì tham gia rửa tiền cho bà Trương Mỹ Lan. Tại thời điểm kể trên, vào đầu tháng 4 năm 2024, trong bối cảnh cuộc chiến quyền lực thượng tầng lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam đang diễn ra rất quyết liệt, Bộ trưởng Bộ Tô Lâm và lãnh đạo Bộ Công an đang ở thế thượng phong đã tiến hành khởi tố, bắt giam hàng loạt các doanh nghiệp sân sau của các quan chức cấp cao tứ trụ và bắt hàng loạt quan chức cấp tỉnh như bí thư, chủ tịch tỉnh khắp nơi. Sau khi tin đồn chủ tịch Sacombank Dương Công Minh bị cấm xuất cảnh tung ra, lập tức đại gia Dương Công Minh của ngân hàng Sacombank đã nhảy dựng lên. Họ gửi công văn cầu cứu một số cơ quan chức năng để nhờ can thiệp. Tin đồn này đã gây ra thiệt hại không nhỏ cho tập đoàn Him Lam và ông Dương Công Minh. Giới kinh doanh tài chính ngân hàng đã so sánh Dương Công Minh với bà trùm Trương Mỹ Lan và cho rằng cách làm ăn của Minh Xoài không khác gì bà Lan. Him Lam Group của Dương Công Minh cũng phát hành trái phiếu, cũng huy động vốn ồ ạt, đồng thời cũng vi phạm quy định về sở hữu chéo cho vay là sân sau của doanh nghiệp. Trước hiện tượng sở hữu chéo để làm ăn bất chính và lũng đoạn thị trường đang rất phổ biến tại Việt Nam, vào ngày 3 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Công an tham gia xử lý sở hữu chéo ngân hàng với chủ trương của chính phủ đưa ra là phải giảm tiêu cực lợi ích nhóm sân sau. Sau khi ông Tô Lâm không còn quyền lực của Bộ Công an và Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ được giao nhiệm vụ điều hành của bộ này, ngay từ đầu ông Tỏ đã có những động thái bảo vệ cho Dương Công Minh và nhóm lợi ích của quân đội. Đây là những biểu hiện hết sức bất thường. Công cuộc đốt lò hay cuộc chiến chống tham nhũng của Tổng Trọng được đánh giá là một bản sao của chiến dịch đà hổ diệt ruồi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng sau khi liên nắm quyền kể từ năm 2012 ở Trung Quốc. Giới quan sát và công luận từ lâu đánh giá rằng công cuộc đốt lò do Tổng Trọng khởi xướng từ sau đại hội lần thứ 12 chống tham nhũng thì ít, mà chủ yếu được sử dụng làm vũ khí để loại bỏ các đối thủ chính trị
và các nhân vật không ăn cánh để tiến tới độc chiếm quyền lực trong đảng. Chiến thắng của Tổng Trọng trước ông Tô Lâm đã cứu Dương Công Minh và tập đoàn Him Lam, một sân sau của các tướng lĩnh quân đội đang tại chức cũng như đã nghỉ hưu. Đây là vụ án mà ông Tô Lâm quyết làm đến cùng để đưa những kẻ tội phạm như Trương Mỹ Lan, Dương Công Minh, Lê Thanh Hải ra đứng trước vành móng ngựa. Điều này có liên quan gì đến chủ trương cách đây không lâu khi Đại tướng Tô Lâm muốn lật lại hàng loạt các hồ sơ có sự bao che bỏ lọt tội phạm của Tổng Trọng? Nhờ đó một số chùm tham nhũng như đại diện các nhóm lợi ích, cộm cán đã thoát nạn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Tô Đại vừa thất thế, nhóm lợi ích của Tổng Trọng lập tức trỗi dậy phản đòn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.